cây đến thì chỗ hoa chuyến đò đầy dần đến em hát rằng đến gì đẹp chất âm của cặp loa 4735 ấy năm ấy hát lại dòng đó đưa cơ đọc với một cung đẩy xò sắt 24 giờ sắt anh em nhá điêu buồn và điêu thương chảy lòng nên thế. Đối với cặp loa 4735 x thì sở hữu dòng loa 3 đường tiếng, một bát 40, một trung 20 và một tép kèn. Đôi loa này thì thả hồn nhạc này cực kỳ tuyệt vời luôn, nghe nhạc hay và karaoke đỉnh cấp luôn. Dòng loa sở hữu 4 ôm, cặp loa tuyển chọn bên em. Bát tem còn mới đen luôn, từ tem. Nói chuyện ngồi bật rất lớn rồi nói chuyện bình thường luôn. Về tuổi anh em nhé. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đầu. Ngoài đê vẫn đi về lối cũ xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ và một dòng đó đưa vẫn neo đậu bên xưa lang thang đi bốn phương trường này là giá 6,5 triệu này. Này về sông Lam biết khi mô cho cài đục trong nhục vinh hời câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần càng nghe càng hay luôn. Cây đến thì chỗ hoa chuyến đò đầy dần đến em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy hát lại dòng đó đưa như mẹ ru hồn tôi điêu buồn và điêu nói về chất âm của cặp 4735X thì nó sẽ vượt xa chất âm của các đời SGX. Ví dụ SGX 715 nếu mà để chất âm thì không để ấm lòng bằng cặp loa này được. Thì hôm nay em yêu đang được đón tiếp ông anh đến từ Kinh Môn Hải Dương nên muốn tìm mua cặp SGX 715 nhưng bên em yêu thực hiện tư vấn cho ông anh về cặp 4735X này. 4735X thì nó là đời cao rồi, kể cả về giá trị cũng như về chất âm của nó sẽ hay hơn 715 rất nhiều luôn. Anh em nhìn cái thiết kế nội thất từ bát tép chung phân tần của nó khủng luôn. Cái này có độ bền cao và chất âm của nó rất là ấm và mạnh luôn. Phối hợp với một cung đẩy cũng như quân vàng nhìn rất là đẹp luôn, hợp nhau. Tiếng già cốp chát xem nó còn mới cống này.
qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương mái tóc xanh, những tình mật mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trông trẻ của xóm dưới, rung rung môi cười như thua còn tôi. Vai luôn. Em ơi khoan hò khoan trên sông. Ấy à, khách nhớ đôi TR25 vào đây. Đấy đấy. Em về chăm lo việc nhà không lúa cũng mừng cả niềm xưa. Em ơi khoan hò khoan. Thế à, dân ca này. Không chịu được. Gặp loạt tên là 225 rồi sóng dòng luôn với cả tép cờ gốc móng mỏng luôn. Đâu này giá thành rất hợp lý và chơi để chơi gia đình như đâu này đẹp với cả tép cờ gốc. Hàng tuyển chọn luôn. Bác nào mua được đôi TR225 VDM yêu này thì chắc là hiếm gặp tại thị trường miền Bắc bây giờ. Quá mới luôn. Ngọt ngào dân hương hương mái tóc xanh, những tình mật mà là những tình đơn sơ. TR25 đời này chỉ sản xuất tại Mỹ, không sản xuất các nước thứ hai thứ ba. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bao. Hiếm những đôi TR25 còn nguyên tem cờ này rất ít nhá. Thấy em giải nhìn xem rất nhiều cây nhưng mà ít luôn. Đô la này có mức giá là 24 triệu đồng. Em ơi khoan hò khoan trên sông con đỏ. Nghe phê luôn. Đường đô la này nghe càng lâu càng thấm và càng nghe càng hay luôn. Em ơi khoan hò khoan lúa chín con người khoan tươi mùa đơn bông phơi ngàn lối xóm gặp nhanh ta đánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai, tiếng hò chơi với khi chẳng nhà lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy một nơi.